Chào mừng các bạn đến với laptop shutterstock.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop shutterstock. Ngày hôm nay một sản phẩm rất là mới của hãng Dell cho ra mắt trong năm nay với tên gọi là Dell Inspiron 3510. Đây là một phiên bản dành cho các bạn học sinh nhưng mà là văn phòng ở mức độ có thể dùng nhẹ nhàng vừa phải với mức giá tiền rất tốt, tầm khoảng 10 đến 12 triệu thôi, đúng chính xác hơn là khoảng 11 triệu là chúng ta có thể chọn lựa cho mình một chiếc laptop rất là mới như thế này. Còn có form máy màn hình 15.6 inch, nhưng mà máy rất là dài và cảm giác như chiếc máy nó gọn hơn rất là nhiều so với ngày xưa. Dòng Inspiron thì được thiết kế với những cái kết cấu thông thường là bằng nhựa ABS, sự chịu lực được cao và chống trầy rất là tốt, được nổi tiếng về độ bền, chuyên dùng cho giấy văn phòng. Đây là một trong những cái form rất là phù hợp dành cho các bạn trẻ, những bạn học sinh có thể học các cái ứng dụng như là Zoom hay Google Meet rất là tốt. Chúng ta thấy rằng năm nay thì màn hình tràn viền với cái khung rất là sát, rất là đẹp, và cái độ dài của màn hình nó trải dài qua thì chúng ta thấy một camera cũng gọn nhỏ ha. Ở đây đặc biệt là màn trên bộ bàn phím số hỗ trợ thêm để chúng ta học số liệu, gọi số liệu rất là tiện lợi. Phải nói rằng với số tiền chỉ tầm 11 triệu là chúng ta đã sở hữu một chiếc laptop hoàn hảo như thế này, thật là khó để có thể tìm một cái mẫu tương tự. Đi đôi đó là chúng ta thấy rằng bộ phím số như thế này giúp ích rất nhiều cho các bạn bán hàng online, Excel, học văn bản rất tiện lợi. Và đặc biệt chúng ta thấy rằng một cái nơi trackpad rộng lớn, một nơi để tay chuột thoải mái, với bộ bàn phím cấu trúc và những cái cấu trúc hình tròn vuông tạo ra chúng ta một cái điểm nhấn rất là dễ dàng. Ở đây chúng ta thấy rằng cấu trúc bàn phím được thiết kế một cách rất là dễ dàng để chúng ta sử dụng những cái nút hở, khoảng hở vừa phải, và những cấu trúc bàn phím nó rất là có khoảng cách tương đối chuẩn để chúng ta gõ văn bản, và các nút độ này rất là êm. Chiếc laptop trước mặt chúng ta có khá nhiều cổng để chúng ta có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi. Ví dụ như từ bên trái chúng ta thấy rằng một đuôi sạc, một cái HDMI, một hai cổng USB. Mặt trước không có gì. Từ bên phải thì chúng ta thấy rằng một cái SD card, một cổng USB nữa là ba cổng USB nhé. Một cái đuôi micro headphone nó khá tương đối chuẩn. Phía sau có dòng chữ là Inspiron nhỏ nhỏ ở đây, các cái chân và hệ thống tản nhiệt. Trên chiếc laptop Inspiron 3510 này đang sử dụng chip N4020 với RAM 4GB hoặc RAM 8GB để chúng ta có thể dễ dàng chọn lựa, với ổ cứng 128GB SSD. Đặc biệt là máy có thể kết hợp hai ổ cứng là một ổ cứng SSD 128 hoặc đi kèm với lại một chiếc HDD 500GB, thì chúng ta có thể sẽ bù thêm một chút xíu tiền để chúng ta có thể có được hai option là hai cái ổ cứng tách biệt, một cái để chuyên chạy phần mềm, một cái để lưu trữ dữ liệu rất là hoàn hảo. Thì trong tầm giá dưới 12 triệu chúng ta cũng đã sở hữu được một chiếc laptop rất là hợp lý như thế này. Dòng CPU này không phải là một dòng CPU có thể gọi là quá mạnh, nhưng nó đáp ứng được tốt các yêu cầu về học hành online, văn bản, bán hàng, giảng dạy. Chúng ta sẽ test thử một đoạn video để đánh giá về hình ảnh và âm thanh của chiếc laptop Inspiron này nhé. Âm thanh cũng rất là cực kỳ lớn ha. Trước mặt chúng ta là lớp lụa chống chói, một màn hình lớn 15.6 inch, rất là hợp lý để chúng ta thoải mái học hành với độ sáng mịn và góc nhìn rất là dễ chịu. Chúng tôi có thể nhìn các góc tương đối là vẫn đảm bảo được frame hình chuẩn.
Về chất lượng thì Instrant và Hostro ở Việt Nam chúng ta đều biết đây là một trong những sản phẩm có độ bền rất là cao, được cả thế giới đón nhận, nên chúng tôi cũng không phải quá ba sâu về chất lượng của dòng Instrant của năm nay. Ở đây chúng ta nói đến tính tiện lợi và hữu ích gì khi chúng ta chọn sản phẩm như thế này. Chiếc laptop các bạn đang xem là một sản phẩm từ Mỹ về, chúng tôi nhập từ Mỹ về thì theo cái tiêu chuẩn tốt nhất từ hãng. Về chất lượng thông thường thì chúng tôi đánh giá rằng có một sự chênh lệch khá lớn về chất lượng giữa các sản phẩm từ châu Âu, Mỹ và các sản phẩm ở thị trường châu Á chúng ta. Các sản phẩm mà ở Mỹ thông thường thì nó sẽ có cái ổ cứng RAM và chất lượng màn hình bàn phím nó sẽ chênh lệch một phần khá là nhiều so với các cái hàng trên thị trường. Chính vì vậy chúng tôi đánh giá rằng tuổi thọ của máy nó qua một thời gian thì chắc chắn nó sẽ bền hơn, tốt hơn. Khách hàng của chúng tôi cũng yêu thích lựa chọn các sản phẩm từ Mỹ về vì những cái giá trị trên. Chúng tôi cũng tự tin rằng đây là một trong những chiếc laptop cực kỳ hiệu quả để chúng ta làm việc và học hành, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Với số tiền nó vừa phải, chúng ta đỡ ngán tiền trong cái mùa khó khăn những năm gần đây nhé. Chúng ta đang xem một đoạn video độ phân giải rất là cao. Chúng ta có thể thấy rằng độ lót rất là tốt. Âm thanh, hình ảnh, ánh sáng, mọi thứ nó rất là ok trên một cái màu. Tất cả đây là hợp kim nhựa, đây là một chất liệu bằng nhựa nhé, nhựa chất lượng cao, gọi là nhựa ABS, nó chịu lực rất là tốt và không có trầy, rất là khó để khi chúng ta vào cái tay chúng ta hay là ma sát thì nó không trầy nhiều. Và chiếc laptop có cái độ mỏng khá là hay, chúng ta cầm lên thử để xem, chúng ta thấy rằng độ cạnh, cái cạnh rất là đẹp. Cầm trên tay thì chiếc laptop này cũng khá là nhẹ, nó chỉ tầm 1.6-1.7 kg thôi. Với thời lượng pin của dòng máy này thì tầm là 3 cell nhé, pin 3 cell. 44W thì dao động pin sẽ tầm từ 3 giờ. Trọng lượng chính xác của dòng máy này là 1.850 kg, mà tôi cảm giác rất là nhẹ, cầm tay rất là dễ chịu. Chúng ta có thể bỏ đi học, đi làm một cách dễ dàng. Từ các cạnh chúng ta thấy rằng được bo góc rất là hay, rất là an toàn. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại showroom của chúng tôi để xem rất là nhiều mã từ Instrant đến Vostro, XPS và những dòng cao cấp khác, rất là nhiều thứ đến từ hãng Dell và HP nhé. Chúng luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 090 33 44 188 hoặc là 0908 115 124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai. Xin cảm ơn.